3 triệu đồng cho một cái ba lô. À, các bạn tin được không? Hôm nay thì mình lại tiếp tục ngồi kế bên bạn Trân. À, chắc là Trân giới thiệu lần nữa cho mọi người không chưa biết em thì mọi người sẽ biết em đi. Hello, xin chào mọi người. Mình tên là Bảo Trân. Hiện tại thì mình đang theo học tại trường đại học Hồ Tết. Mình là sinh viên năm 2 của ngành quản trị du lịch ạ. Quản trị du lịch tức là sắp đến em sẽ đi những cái tour rất là xa đúng không? Dạ đúng rồi. Và hôm nay thì anh mang đến cho em một cái món quà. Thật ra nó không phải là quà đâu các bạn, tại vì bây giờ mình có quay xong thì chân nó cũng không được lấy. Đó chính là mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái chiếc ba lô ở đây. Thì đây là một chiếc ba lô đeo sâu và một cái chiếc túi để mà đeo chéo. Thì đây là hai cái sản phẩm của Divum. Mình chắc là các bạn đã từng thấy cái này xuất hiện ở rất nhiều nơi rồi. Nhưng mà hôm nay thì bọn mình mới có dịp để mà trên tay cho các bạn xem là cái sản phẩm này nó như thế nào. Và với một cái trải nghiệm của một bạn nữ low tech, không biết quá nhiều về công nghệ thì sẽ có cảm nhận như thế nào về hai cái sản phẩm ba lô công nghệ này. Cùng nhau khám phá nha. Trân nè, hiện tại á, cho anh hỏi một chút xíu là cái ba lô của em á, đang sử dụng á, thì nó có to không? Dạ, cũng to. Nó có rất là nhiều ngăn không? Em nghĩ là nó cũng không nhiều ngăn lắm đâu ạ. Thường thì trong ba lô em sẽ đựng cái gì vậy? Em sẽ đựng như là áo khoác, tai nghe, ví tiền, hoặc là cái dụng cụ mỹ phẩm thường ngày của em ạ. Ok, em có bao giờ để laptop vô trong ba lô luôn không? Dạ, có những khi mà lên trường đi học thì em cũng thường hay mang laptop. Ok, thì đó là cái tác dụng chính của một cái ba lô mà các bạn thường thấy, đó chính là chúng ta thường hay dùng ba lô để đồ. Nhưng mà ngoài ra thì đây là các sản phẩm của Divum, họ rất là thường hay làm những cái sản phẩm mà theo những cái concept big sale. Nó giống như thế này đó, các bạn thấy được những cái điểm ảnh big sale. Thì đây là một cái ba lô Divum Backpack, cái giá của nó hiện tại mình thấy là nó gần khoảng 3 triệu đồng, cái link mình để ngay phía bên dưới. Thì đây là một cái sản phẩm ba lô, nếu như nha, xét về mức giá của một cái ba lô thông thường thì thường là nó sẽ khá là mắc. Đúng không? Cái ba lô hiện tại mua bao nhiêu? Dạ 600 nghìn ạ. 600 nghìn trong một cái ba lô. Mình thấy là các cái ba lô mà các của các bạn mà gamer luôn á, tức là thường người ta mà là gamer, người ta sẽ có những cái ba lô rất là to, to lắm, to kinh khủng luôn. Và thường ba lô nó cũng chỉ rơi vào khoảng nó 1 triệu thôi. Nhưng mà ba lô này nó gấp 3 lần cái giá đó. Đó. Thì hiện tại cái giá trị lớn nhất của cái ba lô này đó chính là các bạn có một cái màn hình LED ngay từ bên ngoài. Thì chân em có bao giờ nghĩ là em sẽ đeo một cái ba lô mà có một cái màn hình LED ở bên ngoài giống như thế này không? Em thì chưa bao giờ mà mang thử cái loại ba lô như thế này. Nhưng mà em nghĩ là do tính em hơi ngại á, khi mà mang một cái ba lô mà đèn LED như thế này ra đường thì sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người á. Cho nên là em cũng sẽ rất là quan ngại khi mà đeo chiếc ba lô như thế này. Trân là một người trầm tính hay thích thu mình nha các bạn. Ok, thật ra mình có một cái trải nghiệm đó rồi. Có một cái rất là vui á, là mình đeo cái ba lô này nè. Anh đeo cái ba lô này, anh đi ra ngoài đường á, và vào những cái ngày ban đêm á, khi mà bật cái LED này lên ha và chạy ngoài đường, hầu như khi dừng ở ngã tư ai cũng nhìn mình. Có hai cái lý do nha. Thứ nhất là nó lạ, tại vì em thấy những cái họa văn họa tiết trên này nó sẽ random được luôn nha các bạn, nó sẽ rất là lạ và nó nhảy nhấp nháy. Và cái thứ hai là cái ba lô này ban đêm nó rất là sáng, độ sáng cái ba lô này rất là cao, và thành ra nó như kiểu là các bạn như kiểu một con đom đóm nha, ai cũng muốn nhìn các bạn đó. Đó là một cái trải nghiệm nó rất là thú vị. Và với mình nha, mình nghĩ những người giống như Trân hoặc là giống như mình á, cái cảm giác của mình khi mà bị rất là nhiều người nhìn như vậy á, thì cái cảm giác nó sẽ là hơi tiêu cực, tức là mình sẽ thấy hơi ngại đúng không, hơi sợ. Nhưng mà đối với những bạn nào mà là thuộc dạng sao ta, các bạn có tính cách rất là mở, rất là hào phóng, rất là năng động á, thì mình nghĩ là các bạn sẽ thích cái kiểu này. Và nó là một trong những cái để các bạn khẳng định tên tuổi của mình dễ nhất. Ở đây nó có thể chỉnh qua phần mềm, nó có thể chỉnh được cả tên của em nè. Em có nghệ danh không? Dạ không đâu. Thì nếu như có một số bạn nào có nghệ danh á, thì các bạn có thể để và nó cho nó chạy lên đây luôn, thì mình thấy nó cũng khá là hay. Khám phá bên trong một chút xíu đi. Cái ba lô này nó sẽ rất là đặc biệt ha. Nó nằm ở chỗ là cái ngăn kéo của nó không phải là ngăn kéo đứng như thế này, mà nó sẽ là ngăn kéo dọc ra, xéo qua. Thì đây là về cái nội thất ở bên trong của một cái ba lô như thế này. Đây, nó sẽ rất là to ha, các bạn đang thấy được ở bên trong rồi đấy. Thì ở trong này các bạn sẽ có một cái cục sạc dự phòng. Cục sạc dự phòng này thì ở hãng họ sẽ không có tặng kèm. Tức là nếu như em mua cái ba lô khoảng 3 triệu em phải mua thêm một cục sạc dự phòng nữa, thì nó sẽ rơi vào khoảng thêm anh cho 500 đi, nó sẽ khoảng 3,5 triệu. Ở trong này có rất là nhiều ngăn. Em thấy không? Nó có khoảng bao nhiêu ngăn nhỏ? 4 ngăn. 4 ngăn nhỏ. Nếu như là em á, thì 4 ngăn nhỏ này em sẽ đựng cái gì trong đó? Em nghĩ là em sẽ đựng điện thoại, ví tiền. Đây, một ngăn để này rồi đúng không? Một ngăn để điện thoại, một ngăn để ví tiền, rồi gì nữa? AirPod chẳng hạn. AirPod hoặc là son. Dạ đúng rồi. Thì đây là 4 ngăn nhỏ, nó khá là hợp lý dành cho những bạn nữ hoặc là những bạn có nhiều đồ nhỏ để trong này. Các bạn có một cái ngăn chung, một cái ngăn chung lớn để các bạn có thể bỏ ví dụ áo khoác đúng không? Áo khoác hoặc là những cái đồ đó của anh em, và có một cái ngăn để ba lô nữa. Thì cái ba lô này mình thấy kích thước nó khá là to đó. Các bạn có thể vừa những cái laptop khoảng 15 inch
vẫn có thể để vừa luôn, nên là nó khá là ổn. Có một cái đặc tính của cái ba lô này á là nó kháng nước, tức là em có thể đi mưa được đó. Và thành ra là khi mà cái trải nghiệm của mình, tại vì nó là một cái màn hình LED đúng không, em sẽ không muốn nó ướt ở bên trong, nên là thành ra là cái ba lô này có kháng nước mưa được, và khi mà nước đi vô đây á nó sẽ nhiễu xuống dưới, nên là các bạn yên tâm không có sợ là nó bị ướt và hư hỏng. Cái kích thước của ba lô này em nghĩ là nó có to quá không? Em nghĩ là sẽ vừa. Sẽ vừa. Nó sẽ vừa, nó không bị quá to đúng không? Và nếu như mà là sinh viên thì đeo cái ba lô này có hợp lý không? Dạ, nếu mà những bạn nó muốn vô trường, muốn thu hút sự chú ý thì sẽ phù hợp. Dạ, yeah. Thật ra thì anh nghĩ là ban ngày á, ban ngày có thể tắt led đi. Ban ngày tắt led đi thì đơn giản thôi. Cái thao tác nó cũng giống như là bình thường thôi à. Tức là em sẽ tháo cái dây sạc ra như thế này. Dạ. Yeah. Đấy, thì nó sẽ tắt led đi. Bây giờ anh mở lên lại nè. Anh sợ nó sẽ bị nhảy những cái hình bậy bạ quá à. Thì khi mà bật lên thì nó cũng như vậy thôi, nó tương đối là đơn giản và dễ, có những cái hình rất là dễ thương. Thì nói chung là cái giá trị lớn nhất của cái ba lô này nằm ở màn hình LED, nên mình nghĩ là những bạn nào mà thích show off bản thân á thì các bạn sẽ thích cái này. Nhưng mình với chân thì không hợp lắm, thì phải, tại chân hơi ngại ngùng các bạn. Em trầm tính ít nói lắm. Và đây là cái món hàng thứ hai ở trong cái bộ ba lô của Divum. Đây là một cái sling pack, tức là một cái túi đeo chéo. Em khám phá giúp anh là trong này có bao nhiêu ngăn đi. Thật ra các bạn thấy nó nhỏ vậy thôi nha, nhưng mà nó có rất là nhiều ngăn. Và đấy, con bé nó đang đếm. Với mình nha, cái trải nghiệm của một cái túi đeo chéo như này nó rất là đặc biệt. Các bạn biết tại sao không? Tại vì trước đây mình chưa hề bao giờ sử dụng những cái túi đeo bao tử hoặc là túi đeo chéo như thế này. Và khi mà mình có một cái, mình thấy là nó rất là tiện, nó tiện lắm. Các bạn có thể để được điện thoại, các bạn có thể để được bóp tiền, các bạn có thể được những cái đồ vật cá nhân như là khẩu trang vân vân á. Thì nó rất là nhiều ngăn ở bên trong. Và cái chất lượng hoàn thiện của cái ba lô này mình thấy nó cũng khá ok. Bao nhiêu ngăn á? Dạ 5 ngăn ạ. 5 ngăn hả? 5 ngăn mà đều là 5 ngăn to đúng không? Có những ngăn nhỏ không? Có 2 ngăn nhỏ ở đây ạ. 2 ngăn nhỏ bên trong, tức là 3 ngăn lớn ở ngoài đúng không? Dạ đúng rồi. Đấy, thì có tổng cộng tới tận là 5 ngăn. Nếu như là em nha, em sử dụng cái túi này nè, thì em sẽ đựng cái gì trong đó? Em nghĩ ra là túi này thích hợp đi chơi thôi ạ. Có thể đựng điện thoại. Đồ trang điểm. Đồ trang điểm. Khăn giấy. Giấy thấm dầu. Gương. Son môi vân vân đúng không? Nó sẽ khá là nhỏ gọn. Và cái anh thích nhất của cái này á, nó nằm ở chỗ là cái dây này rất là chắc. Nhìn thấy không? Dây này rất là chắc. Nên là thật ra anh nghĩ cái này nó hợp cho nam hơn. Dạ đúng rồi. Đúng không? Nó có vẻ hợp cho nam hơn, tại vì này nhìn cái móc khóa này kia nó cũng rất là góc cạnh, nên mình nghĩ là các bạn nam á sẽ phù hợp cái này hơn. Nên là một cái combo hoàn chỉnh theo mình nha, sẽ là nam đeo cái này và nữ đeo cái ba lô hồi nãy. Lý do tại vì nam á thì các bạn thường sẽ ít đồ. Đấy, và nữ thì không, thật ra thì đi chơi với bạn gái lúc nào các bạn cũng sẽ phải đeo hai cái thôi. Các bạn tin mình đi, các bạn sẽ không để bạn nữ các bạn đeo cái nào đâu. Nhưng mà thường á, mình nghĩ là mình sẽ tặng cái lớn cho bạn nữ, và cái nhỏ như này mình nghĩ là nam đeo sẽ hợp lý hơn, tại vì mình thường là ít đồ hơn so với nữ. Thêm một cái nữa thì cái họa tiết và những cái hoàn thiện của cái này, như là cái túi sách nè, các bạn có một cái sách ở ngay đây đó, ở phía sau như thế này, nó có những cái ngăn nhỏ nữa để các bạn có thể để đồ. Đấy, thì mình thấy là nó khá là tiện nhìn cho nam. Với chân á, hiện tại em có bạn trai chưa? Dạ chưa ạ. Thì chân hiện tại chưa. Hiện tại chưa có bạn trai. Nếu như có bạn trai thì em nghĩ là em có tặng cái này không? Với anh nha, ở quan điểm của một thằng con trai là anh cực thích cái này. Thì nếu như em có bạn trai, em có tặng nó cho bạn trai của em không? Em nghĩ là có. Cái kiểu dáng của nó em cũng rất là thích ạ. Ok, tức là chân có bạn trai. Sorry. Chân chưa có bạn trai và chân có nhu cầu tặng cái túi này cho một người nào đó. Ok chưa? Đấy, thì đó là cái thông tin cho các bạn. Cái đặc điểm của nó thì cũng giống như cái nãy thôi. Ở phía trước sẽ không có màn hình nhỏ, các bạn có thể custom rất là nhiều những cái thông tin ở đây. Ở đây bọn mình đang để cái hình một con Gboard, các bạn có thể để rất là nhiều những cái họa tiết mà nếu như các bạn muốn ha. Ok, mình nghĩ là cái túi này nó cũng rất là hợp lý, và nếu như bạn là nam thì nó sẽ rất là hợp cho bạn. Với mình thì mình thấy là đây là một cái sản phẩm mà rất phù hợp với những bạn mà năng động, với những cái thiết kế rất là lạ và rất là thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Thì với bản thân mình thì mình lại không có thấy là bản thân mình không phù hợp với những cái sản phẩm như thế này cho lắm. Nhưng mà nếu như mình có bạn trai thì mình nhất định sẽ mua cho bạn trai của mình cái túi phía bên này. Kiểu dáng rất là đẹp. Ok, có một slot đăng ký làm bạn trai của Trần ngay phía bên dưới mô tả của video này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video. Và nếu như các bạn muốn mình làm thêm những video nào đó mà có sự xuất hiện của Trần nữa thì hãy comment ngay phía bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. 9 giờ hàng ngày trên kênh YouTube VNM. Xin chào. Hay. Trước khi bấm vào video tiếp theo, hãy nhấn vào đường link bên dưới để lại đánh giá nha. Nhớ đánh giá nha.